Như thế mình phải có thời gian, mình phải rất là kiên trì cẩn mẫn. Kênh YouTube của tôi bây giờ một tháng chắc cũng đem về cho tôi được một số tiền nhất định, tôi không thống kê được là bao nhiêu, nhưng mà chỉ biết là ngày nào có hàng chục comment thầy ơi thế là có tiền. Web ngày nào cũng có chục tin nhắn, thế để cái phần trang web này nó vào nó hỏi anh ơi em muốn cái này, anh ơi em muốn cái kia, muốn gì mà biết rồi anh sẽ phục vụ hết. Đấy, email ngày nào cũng hỏi thầy ơi em thế này, thầy ơi em thế khác, đúng không ạ? Rồi tiếp tục nha. Web rồi này, bây giờ đến kênh YouTube. Tất nhiên kênh YouTube không phải dành cho tất cả mọi người. Bán cái gì thì làm kênh đó. Các bạn bán mỹ phẩm, các bạn có thể làm VBT blog. Tất nhiên VBT blog bây giờ thì có quá nhiều kênh rồi. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào kênh của bạn nổi bật. Tôi lại lấy ví dụ, nếu mà bạn nghĩ rằng là hôm nay học xong về bắt đầu là một số em thấy thầy bảo là làm kênh hay quá, bắt đầu làm VBT blog cũng lên, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn trang điểm bôi do chát chấu kỹ thuật các kiểu, bảo ma tít sơn mài các kiểu, đúng không? Thì các bạn nghĩ là nổi bật hơn được với đối thủ không ạ? Không. Mà mình phải đặt câu hỏi là làm thế nào mình phải làm khác đi. Mọi người luôn luôn suy nghĩ về sự khác biệt, nhưng mà khác biệt như thế nào thì không ai biết. Tôi lấy ví dụ, mọi người có biết cái trường hợp của một bạn gọi là thánh ăn vụng công sở Trung Quốc không ạ? Các bạn có đồng ý rằng là bạn đấy rất sáng tạo không ạ? Cũng là nấu ăn. Bây giờ thầy Phan Anh mặc tạp dề vào, xin chào các bạn, hôm nay đầu bếp MasterChef Phan Anh đấy, hướng dẫn món rau luộc, trứng luộc, đậu luộc. Bao nhiêu người sẽ xem video đấy? Chính xác, chị rất chuẩn, không ai xem. Ông một ai xem, đúng là như thế. Thì con bé kia nó mới làm gì? Nó nấu ăn ở công sở, nó dùng bàn là, nó nướng mực, nó dùng cái bình nước, đúng không ạ, để làm lẩu kiểu như thế. Thực ra những thứ đấy tôi nói thật với anh chị, trước đây tôi hay đi công tác nước ngoài hay đi du lịch, tôi cũng biết trò đấy, nhưng mà mình không nghĩ ra để mình làm YouTube. Đi khách sạn ở nước ngoài mà đi ăn nhà hàng nó đắt ấy, và tôi thường hay ra siêu thị 7-Eleven ấy, mua đồ về xong dùng cái máy, cái bình siêu tốc của nó là nấu được một bữa ăn. Cái bình siêu tốc ở trong khách sạn nấu được một bữa ăn, thả hết đấy luôn. Và sao? Đúng không? Còn đến lúc tôi tính bột thì mình ăn đi, không cần nấu được cơm mà không phải đi ra lại nhà hàng. Tất nhiên trong trường hợp bạn muốn tiết kiệm, hiểu không? Mình biết chứ không phải không? Đấy, đấy là một cái ví dụ để cho mọi người hiểu là thế nào là sự khác biệt. Hôm nay kỹ thuật bôi do chắc chấu cơ bản. Nói mọi người nói đùa nhé, các bạn dùng từ bôi do chắc chấu hay là dùng từ bả sơn mài hay gì có khi lại hay đấy. Chứ mẹ em phải trang điểm. Rồi mình phải trang điểm như thế nào có thể thật là xuất sắc, thật là đẹp. Những video đấy hàng trăm nghìn lượt xem, hàng triệu lượt xem, có tiền, có rất nhiều tiền. Ok chưa? Đồng ý là mình sẽ phải bán hàng đa kênh chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục. Bây giờ sang phần hỏi đáp. Hết phần này thì chuyển sang bài tiếp theo. Với phần hỏi đáp, các bạn có câu hỏi gì trong phần trình bày về phương pháp bán hàng đa kênh? Nhà tôi có rất nhiều nội dung, đúng không? Mỗi nội dung tôi sẽ hỏi các anh chị luôn. Các bạn có thể đặt câu hỏi đi ạ. Ví dụ nhé, tôi gợi ý câu hỏi chẳng hạn như tôi đang làm cái này thì theo thầy tôi nên sử dụng cái kênh nào, đúng không ạ? Hay là tôi bao nhiêu tuổi, năm nay 40 tuổi rồi, IT không thuận lợi thì tôi nên làm gì? Mọi người nên đặt câu hỏi. Thứ nhất là có cái tương tác, thứ hai là cái kiến thức đấy nó mới áp dụng cho chính bản thân anh chị nó mới sâu. Bởi vì sao tôi toàn giới thiệu là bán thời trang, nhưng chị không bán thời trang. Tôi giới thiệu bán thuốc giảm cân, nhưng chị không bán thuốc giảm cân. Đúng không?
anh chị làm mỹ phẩm, anh chị không bán mỹ phẩm thì làm thế nào mà về trong định cư không biết à? Rồi xin mời, không dám hỏi. Ai hỏi được thưởng có quà nhé, chưa mời thầy nhận chưa? Mười năm rồi, đã ghi lên 10 năm rồi, chưa làm online đúng không? Ok, đồng ý tiếp. Thì em muốn hỏi thầy là thầy từ nãy giờ cũng nói về bán hàng thời trang, với cả thuốc, các loại thuốc về mỹ phẩm. Em là kinh doanh nội thất, em là vật liệu xây dựng. Thế em muốn hỏi thầy là để có thể phát triển mở rộng hơn thì là làm như nào? Ok. Nội thất và vật liệu xây dựng đúng không? Quy mô lớn đúng không ạ? Thế thì cũng là nó cũng quy mô cũng to. Có cửa hàng, hai cửa hàng. Có hai cửa hàng. Đúng. Doanh thu một tháng bao tiền có thể tiết lộ không ạ? Doanh thu thì trang bị ạ? Dạ không đấy ạ. Vâng. Cửa hàng thì về vật liệu xây dựng thì nó vào tầm 200. Vâng. Và nội thất thì nó chỉ vài chục ạ, tầm 5 đến 7 chục ạ. 5 đến 7 chục tỷ hay triệu năm ạ? Triệu thôi ạ. À. Một tháng đấy. À vâng, ok. Rồi, cảm ơn em. Rồi ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Ừ, cái đấy, các bạn thấy không ạ? Tất nhiên là mỗi ngành nghề nó sẽ có đặc thù riêng, không phải cái gì mình cũng làm online được, cũng không phải cái gì online nó sẽ tốt. Tốt ngay bởi vì thường hàng tiêu dùng cứ tập trung vào ba vấn đề ăn, mặc, ở thì bán online rất là dễ. Còn những cái hành vi mua những cái sản phẩm khác khó hơn, đấy, ví dụ như là một cát xây dựng một xi măng, tất nhiên bọn nó cũng sẽ tìm ở trên mạng này, mua xi măng ở khu vực Hoàng Mai nhà tôi chuẩn bị xây dựng, tôi tìm cái từ khóa ra là một cái trang web của một công ty xây dựng hay là ra một cái trang web của một đơn vị cung cấp vật liệu, ra số điện thoại là người ta gọi cho bạn có đơn hàng. Tất nhiên bạn có thể đầu tư là một cái website viết lên trên đó một chút về cửa hàng, cửa hiệu, những cái sản phẩm và số điện thoại để liên hệ, bạn sẽ thấy là sẽ có khách hàng. Bạn cũng có thể lập fanpage, bạn cũng có thể lập Facebook và đăng lên để họ cơ bản là để họ tìm thấy thôi. Thực ra đối với trường hợp của bạn thì tôi cho rằng là cơ bản là để họ tìm thấy, chứ không phải là bạn lại làm YouTube là cái gì hướng dẫn pha trộn xi măng, đúng không? Đấy, tất nhiên không phải trong trường hợp đấy thì nó không đúng với bạn, nhưng mà online có bán được hay không thì tôi trả lời là có. Người ta sẽ tìm thấy cái cửa hàng của bạn, người ta sẽ tìm thấy số điện thoại của bạn và doanh số có thể sẽ tăng cao. Còn nội thất này hay là thiết kế hay là thi công thì bắt buộc người ta cạnh tranh ở trên. Mọi người để chế độ điện thoại, chế độ dung giúp tôi với ạ. Để online, sorry, để trên mạng rất là nhiều. Còn đối với cái mảng vật liệu xây dựng thì tôi thấy là ít hơn, nhưng vẫn có thể làm. Và nội thất thì chắc chắn là tốt rồi. Website, sell web, email, các thứ rất là tốt. Ừ. Bởi vì người ta sẽ sử dụng cái hình ảnh, người ta cũng sử dụng cái năng lực của mình để người ta tìm kiếm cái thông tin như vậy. Bạn có thể sử dụng tất cả các kênh liên quan đến mảng nội thất, tất cả các kênh. Ví dụ như là những cái sản phẩm mà bạn đã design và đã làm vân vân thì bạn đưa lên trên đó để người ta tham khảo. Mọi người nhớ nhá là cái kênh này thì nó miễn phí và cách làm thì rất dễ, nhưng nó đòi hỏi thời gian, công sức và tiền bạc. Đấy, thì nhớ điều đấy. Thế nhưng mà mình mà không bắt đầu ngay từ ngày hôm nay thì một năm sau mình vẫn không có gì. Lời khuyên của tôi là như vậy. Nếu mình thấy nó đúng thì mình bắt đầu ngay. Còn tất nhiên mô hình thì bây giờ nó có rất là nhiều mô hình. Được chưa ạ? Đấy là cái nội dung thứ nhất tôi muốn trình bày với anh chị là bán hàng đa kênh. Và tôi cho các anh chị xem này, là cái thực sự là đa kênh nó sẽ tốt như thế nào. Và không xấu thì các anh chị thì hiện nay mỗi ngày thì bình quân tôi có khoảng
10 đơn hàng mới. Và với những đơn hàng của tôi thì nó đơn